con chơi trò chơi thích à? Đây dừng. Ai nhìn mũi của Jun kìa. Quả bộ sợ thế. À con mũi của Jun kìa. Con mũi của Jun nhá. Này cậu. À đồ ốm lâu này. À con chơi trò gì đấy? Wow, con chơi gần hổ này. Đúng rồi. Dạ. Thì giờ hai mẹ con mới ở nhà nhá. Bố cu đây có việc cả xa thì là đi làm chắc là chiều mới về. Nhật mà không nghỉ anh. Ừ, hôm nay bố cu lại phải làm một đoạn quay ở xa. Để đi kiếm một chút cái gì nhá. Bố thích uống sữa không? Thôi không, không, con ở nhà nhá. Bố đi kiếm sữa Du này. Tao yêu. À, yêu, bye yêu. Bố đi con. Yêu, yêu bố. Bye, bye, bye bố, cô bye bố. Goodbye bố nào. Goodbye bố nào con. Goodbye bố nào Jun. Bye bố để bố đi làm này. Bố làm nào. Goodbye đã. Chiều bố về chơi với Jun nha. Bố về sớm nha. Ừ. Mẹ chờ mặt. Ôi nhi ơi. Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của gia đình Jun Jun. Và ngày hôm nay thì là chính là ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. Vậy nên là hôm nay ba Jun sẽ làm một clip rất là ý nghĩa dành cho mẹ Jun. Thế các bạn biết đấy, thì vừa nãy thì ba Jun đã có lý do là hôm nay đi làm cả ngày chiều mới về để cho mẹ Jun không biết chuyện đấy. Đấy nên là trong một ngày hôm nay thì ba Jun sẽ chuẩn bị rất là nhiều món quà này, cũng như là làm rất là nhiều việc ý nghĩa để dành tặng cho mẹ Jun. Thật ra một người phụ nữ rất là vất vả, rất đáng trân trọng, bởi vì mẹ Jun đã rất vất vả để sinh ra Jun cho cả gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay. Nên là ba Jun rất rất muốn làm một điều ý nghĩa dành cho mẹ Jun trong ngày này các bạn nhé. Đi theo mình nhé. Ok, let's go. Đi thôi. Các bạn ơi, thì việc đầu tiên ngày hôm nay mình sẽ chuẩn bị để tặng cho mẹ Jun đó chính là mua một bó hoa. Một bó hoa thật đẹp. Và mẹ Jun thì rất là thích hoa. Vậy nên là bố Jun sẽ đi tìm một cửa nào đó bán hoa thật đẹp để tặng cho mẹ Jun nhé. Và đồng hành cùng bố Jun ngày hôm nay thì sẽ có cả rất là cứng. Anh em cả cứng của mình là Nhân Phương. Bây giờ để mình gọi cho em nó đang ở đâu để hai anh em cùng đi chuẩn bị đồ cho bà xã nào. Đấy, mà không biết hôm nay là Phương có chuẩn bị gì cho bà xã không cơ chứ. Anh em đợi tí nhá. Đường này đang thoáng nên mình có thể cầm máy quay được. Alo. Ờ Phương à. Em đây. Đang đâu đấy? Em đang uống nước ở phủ đấy, quán anh luôn. Này là hay ra quán mình thật đấy. Ra đây uống nước, ra đây uống nước. Ừ, anh bảo là gì nhá? Rảnh không? Hôm nay chuẩn bị, hôm nay 20/10 chuẩn bị gì cho vợ chưa? Chưa, nhưng mà đang ngồi uống nước đây, anh ra uống nước hình khỏe, khả năng anh em đi cùng được. Anh đi cùng em mua cũng được. Đấy thì anh đang định rủ chú đi chuẩn bị đồ cho mẹ Jun một chút. Đi cùng anh tí, cùng anh nhá. Được luôn, bây giờ anh lên luôn đi, để đi cùng luôn. Ok, anh lên luôn. Vâng, ok. Ngồi đây chút. Ok nhé. Ừ, ok, bye bye. Đấy. Thằng này rất hay ngồi ở phủi nhà mình. Tức là quán phủi là quán của gia đình Jun các bạn nhé. Thì phủi cũng được gia đình Jun mở được hơn 1 năm rồi. Gần 1 năm rưỡi. Thì được nhận rất là nhiều rất là nhiều sự yêu thích của tất cả mọi người. Với không gian cũng như là đồ uống, những cách phục vụ nhà phủi. Thì mình sẽ để link fanpage của phủi ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Để cho các bạn biết là phủi nó trông như thế nào. Nên Phương suốt ngày qua là ngồi. Thế đấy thì mình đã gọi cho Phương, là Phương đã đồng ý đi cùng mình để chuẩn bị đồ cho mẹ Jun rồi. Cũng như là chuẩn bị đồ cho quà cho mẹ Betty luôn, chị Su luôn. Đó, rất là tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ lên phủi để gặp em nó và hai anh em chuẩn bị bàn tác chiến. Đấy, ok, lại còn đến phủ rồi các bạn ơi. Đây rồi, các bạn này. Đây là phủ của mình. Mình sẽ dừng xe. À, hôm nay trông bánh trai phết nhỉ. Cũng cầm máy quay, cũng cầm máy quay. Đấy các bạn nha, này thằng em mình trông rất là ngon dai. Hôm nay có gì mới không? Đấy, giày Alexander McQueen, túi sách đựng tiền LV, tóc này. Đấy, tóc vuốt bóng loáng luôn. Dưa hấu phổi. Dưa hấu phổi. Và các kiểu đeo đầy người. Được. Hôm nay jacket thì đi luôn, đi uống nước thì đi luôn. Ai thì để cho Huynh uống nước, Huynh khát quá. Khát. Uống nước để em bàn xem là mua sắm các kiểu thế nào. Em đơn giản đấy chị. Ok,
Ok các bạn ơi, bây giờ hai anh em sẽ di chuyển đi để mua hoa trước nhá. Mua hoa trước. Rồi ok, mua hoa trước rồi em xong mua hoa. Mua món quà gì khác đi, bí mật sau. Đấy, à bật mí sau. Bật mí sau. Rồi anh em đi thôi. Let's go. Ok các bạn ơi, bây giờ là hai anh em đã đến cửa hàng hoa rồi. Đây một cửa hàng hoa cắm rất nhiều hoa đẹp. À, Phương này chọn mẫu hoa gì em? Mà chưa biết được, và xem có nhiều mẫu thì mẫu nào rẻ rẻ thôi. Thôi, tặng cho vợ. Đấy, cháu vào mũi hoa đây, rất là nhiều mũi hoa đẹp, cô đang cắm hoa đây. Rất là nhiều mẫu đẹp luôn. À, Phương em chọn được mẫu nào chưa? Em lấy cái này. Đâu anh xem nào. Ừ. Đẹp thế nhỉ? Chú đúng rồi, tinh mắt đấy, đẹp đấy. Cá đấy. À, các bạn nhìn cái mẫu hoa của Phương chọn cho Su này, rất đẹp đúng không? Thế vợ mới yêu anh. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình phải dùng cái bình này xịt một tí nhìn cho nó tươi đẹp hoa. Đẹp hơn rất là nhiều luôn. Tươi như Su. Su giờ đang héo nhỉ. Anh uống à? Tặng về cho nó khỏi uống. Đúng rồi. Đẹp đẹp thật sự luôn. Đẹp nhỉ. Long la long lanh. Long lanh à, anh em nhìn thấy long lanh chưa? Tí cho lên xe thì rất nhập. Được rồi. Tối nay chỉ thiếu cái thiệp thôi là đẹp. À tí nữa hai anh em mình sẽ đi mua thiệp nhá. Thì mình sẽ đi mua thiệp là xong. Sao có được bao tiền à? Xin chúc gặp anh à. Đi à. Chúc động quá. Quá đi à? Đẹp không anh? Đẹp vãi trưởng. Dạ. Ừ, cảm ơn nhá. Dạ vâng ạ. Vâng, xin chào cô. Rồi, tao đi đây. Thế xong chuyên mục tặng quà đấy, giờ là về tặng quà. Cái món quà này sẽ để cho mẹ Jun bất ngờ anh ạ. Đầu tiên lâu lắm rồi, bởi vì là từ ngày kết hôn đến giờ thì hai vợ chồng là rất là nhiều việc, sau lại còn Jun ra nữa, thế là không có nhiều thời gian để tặng những món quà kiểu ý nghĩa như này. Rất ít khi mình mua hoa tặng vợ. Nhưng hôm nay mình sẽ làm clip mua hoa tặng vợ, anh em thấy chất không? Hâm nóng tình cảm. Hâm nóng tình cảm một chút. Đấy, được không? Ừ. Giờ thì mua quà khác nữa đúng không? Ừ, xem mình sẽ đi cùng đi mua một món quà khác nữa. Bất ngờ này đến bất ngờ khác dành cho mẹ Jun. Đi. Okay. Vào đây là biết là mua gì rồi đấy. Có mặt quá. Chả biết thế nào. Thế nào cũng đẹp. Thế bây giờ định mua vòng gì anh? Vòng cổ à? Hôm nay để khả năng là mình sẽ vòng cổ thôi. Vòng định... cổ. Được. Vòng cổ tặng cho mẹ Jun. Đây vòng cổ đây. Đẹp thêm nhỉ? Vòng này có toàn hình như là 18k thôi anh ạ. Hoa hết mắt rồi. Hoa hết mắt thật chứ không đùa. Chưa bao giờ mình tặng mẹ Jun vòng cổ cả. Lắc tay nhất là tặng rồi, nhưng mà đây là đầu tiên tặng vòng cổ. Thế là bây giờ để nhờ cho bạn bán hàng, bạn tư vấn để xem mua vòng cổ gì cho hợp lý nhá. Thì Phương có mua gì không em? Em cứ giỏ rãi từ nãy giờ, ướt cái kính thôi. Nhưng mà lại không có tiền mua anh ạ. Em ơi chết đẹp chứ. Đúng không? Nhận vòng vàng các kiểu không thiếu một cái gì cả. Chỉ thiếu mỗi tiền thôi. Chị tư vấn cho em à? Tư vấn cho em hay tư vấn cho anh? Chị cho em cái đắt nhất đây, cái vòng cổ đắt nhất đây cho anh em mua cho chị em cái. À, gì nhau? Đồng hành mà không quá. Cửa hàng gì? Tăng lên lần người. Thế là chọn vòng gì phù hợp với cả vợ. Vì cậu cho tớ xem cái vòng để tớ mua tặng cho bà xã. Nhìn cũng thanh mảnh, nhìn cũng được nhỉ? Đúng không? Thanh mảnh nhìn cho phụ nữ đeo chắc hợp nhỉ? Đứa đeo bé đó mà. Cái này có vòng đôi không? Có thật rất to hơn. Chưa đeo vòng bao giờ, nhìn thấy vợ đeo vòng ở đây cũng hơi ghét. Chắc là mình mua cả hai chiếc luôn để cho dành cho bản thân một chiếc và dành cho vợ một chiếc. Đấy, cho vợ chồng một tình cảm, giống nhau. Nhìn phát biết vợ chồng luôn.
Đấy. Mặt nữa. Ừ. Mặt nữa. Ừ. Mặt con trai nhưng gái đeo. Con gái đeo thì đúng không? Tôi đeo mặt không em? Có, đeo đi. Đeo để cho xem cái mặt mặt kiểu chữ trước đẹp nhỉ. Có chữ hờ nó. Mặt chữ hờ. Đây, chữ hờ này, dưới này. Đấy, đấy, đấy. Đấy, các bạn nhìn hai chữ bằng này cho hai vợ chồng. Chắc là cũng hợp đúng không? Hợp đấy. Chanel. Chanel gọi CC ngược ngược anh ạ. Buồn. Đúng không? Chị em đeo bằng nhìn, nhìn nó đẹp ấy, đúng không? Được, cái này đẹp. Chai này đeo mình không cần. Hả? Chai này không cần đeo. Ừ, thôi không cần đâu. Thế xong rồi ba Jun bây giờ về tặng mẹ Jun thì nói như nào cho hợp lý nhỉ? Thế là ba Jun chưa chuẩn bị được câu nói như nào cho hợp lý nhỉ? Nói làm sao mà mẹ vừa gầm được cái phần quà mà khóc sưng rức nên mới cảm động như này. Ngại thế. Nghiên cứu đi. Chắc là nghiên cứu tí lên xe anh em cùng nghiên cứu nhá. Bây giờ đang tâm lý để... Tâm lý mua vàng đấy. Dạ, tiền mua vàng. Sốt ruột thế gì này các bà, giữa 20 tháng 10 này sốt ruột lắm. À. Trao tay nước bắt rơi ngay các bạn ạ. Bày cổ. À, mình làm lương ở tháng ở phủ thì được khoảng 6,8. Hôm nay mình chi hẳn 6,950,000 phương cho anh vay 150. được. Không biết nói gì nữa cho vay 150. Nhưng mà em làm YouTube cả tháng nay em còn có đúng 40,000. Được không? Được là 61 thôi, lúc nào ra uống nước cũng phối. Khoảng 6,8 đây là 40 là 69 20 rồi. 101 thôi. Được. 101. Đẹp hơn. Cho cho nữ đi. Ông hôm nay rực rỡ nhỉ? Tức là ở rực rỡ nói chung là mua hàng phải rực rỡ. Mất tiền lại cuộc sống. Hôm nay chi quả hơi lớn nhưng mà không sao. Người vợ thì xứng đáng được nhận được đấy. Ừ, câu này gì vậy cũng lại lên thời sự. Triệu view. Các bạn ơi. Cái bảy củ nó chỉ bé như thế này thôi. Nôm na lại nó chỉ có bé thế này thôi. Bảy củ đấy, bảy củ của ba Jun nó như thế này đấy. Thôi đi về. Ôi từ mặt đừng mếu thế. Chiều thôi, thật ra đây là phần quà tặng vợ kỷ niệm 20 tháng 10 mà mình có bao giờ mình buồn đâu. Không bao giờ mình buồn đâu, thì tí về khóc xong. Nhất thì một đêm mình ngủ mơ cái là xong cái gì mà. Đi về, tặng vợ. Ok các bạn này, bây giờ ba Jun sẽ vào phòng để xem là có mẹ Jun trong này không nhá. Mẹ Jun ơi, mẹ Jun ơi. Wow. Các bạn ơi, đấy như vậy là mẹ Jun mình cả Jun nó không ở nhà. Đấy, ba Jun đã trốn về sớm. Ngày hôm nay thì ba Jun đấy quà đã mua rồi, không gọi thì chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ ba Jun sẽ làm được thêm một việc ý nghĩa dành cho mẹ Jun nữa. Đó chính là mẹ ba Jun sẽ dọn sạch sẽ phòng luôn. Đấy, dọn sạch sẽ phòng để mẹ Jun trở về sẽ cảm thấy rất là bất ngờ khi mà vòng rất là sạch sẽ. Đúng các bạn. Ok các bạn ơi, như vậy là ba Jun vừa rồi đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng ngủ của gia đình Jun rồi. Bây giờ sẽ cho mọi người xem lại một lượt sau khi dọn dẹp nó sạch sẽ như thế nào nhá. Ok. Ok anh em ơi, đây là hoa này. Đấy, đây là quà này. Chuẩn bị sẵn rồi nhá. Bây giờ mình sẽ cài góc để xem về tí nữa phản ứng của mẹ Jun như nào nhá anh em nhá. Cảm xúc sẽ như thế nào anh ạ? Đến đi.
đi đấy. Đấy, đi tìm để xem lấy quà đâu. Dù rồi, bố con đi vậy. À, đâu, 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 đâu. Đâu, anh chị có gì ở đây? Quà cầu của mẹ Thu đây. À, đây là quà của Thu. Quà Thu tặng mẹ anh như là mẹ nhỉ? Ừ, yêu mẹ này nè, Thu yêu mẹ này. Ừ, quà đó còn quà mà, em không tin là còn quà. Hết rồi thì thôi vậy nào, là mình đi đi chung. Đây, em thấy mỗi quà tấm nghiệp của Dung tặng em. Mẹ Dung không tin là còn quà anh em ạ. Đấy, đây, Dung cứ đâu mẹ cu. Cái gì mà cười không? Cái gì mà cười? Cảm ơn Dung. Mẹ thấy quà anh em. Dung vui quà. Tôi chưa bao giờ quên được cái chuyện như thế này. Thích không? Yêu. Em vợ cảm thấy hạnh phúc không? Liền. Hai giây liền là một giây của bố cô mà. Một giây đầu tiên là bố Jun chỉ nghĩ là mua một chiếc để tặng mẹ Jun thôi, nhưng mà thấy thế nào đẹp đôi đẹp quá đây là bố Jun mua một chiếc nữa để đeo luôn. Jun bé quá đây, Jun có vòng của Jun này các bạn này. Đấy. Con thích cái hộp đấy thế. Thích cái hộp đấy thế Jun. Và thêm một món quà nữa là tối nay thì gia đình nhà mình sẽ cùng nhau đi ăn bữa tiệc 20 tháng 10 của hàng xóm. Rất nhiều các cặp đôi gia đình ở đấy và tối nay gia đình cùng đi nhá. Có đi cùng bố mẹ không? À, con thích một cái quà khác của anh. Như vậy là đấy, ngày hôm nay thì bà Jun đã cất công chuẩn bị từ sáng đến bây giờ. Đây Jun khóc này. Và cuối cùng thì cũng đã được tặng được quà cho mẹ Jun. Mẹ Jun cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đấy. Video của chúng mình đến đây là kết thúc. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ nhiều hơn cho gia đình Jun Jun ở những video tiếp theo nhé. Nhớ like and subscribe kênh gia đình Jun Jun để nhận được nhiều video hay nhá. Bye bye. Yêu thương nhau ạ.